thì các vị đại biểu đại diện, các vị đại biểu đại diện hai họ cũng đã có những nén hương thành công. Dân tới ly cho hai họ ba bề bốn tên, tôi dâu chú rể đã lên thêm vợ chồng. Trong buổi lễ hỏi lý hôn buổi chiều hôm nay, có gái đã mang tất cả những tình cảm của hai họ về đây để cùng tôn vinh và thông báo theo tình yêu của cô dâu và chú rể. Ngay sau đây chúng tôi xin phép được mời toàn thể quý vị tại khu vực hội trường cưới sẽ lắng nghe những lời phát biểu đầy vàng son của hai bác đại biểu đại diện hai gia đình trong buổi lễ hỏi ngày hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng mời vị đại biểu đại diện gia đình hoàng trai đến từ quê hương Quảng Ninh thân yêu sẽ có lời phát biểu ý kiến trước. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, không chỉ chú bác và bạn bè thân thiết của hai gia đình và bạn bè thân thiết của các cháu, qua thời gian các cháu tìm hiểu được sự nhất trí của hai gia đình, được sự nhất trí của các cụ, các cụ bà, không chỉ chú bác. Hôm nay là ngày lành tháng tốt giờ đẹp của nhà trai chúng tôi. Ông bà đẹp có sự hôn lễ, trước là báo với gia đình tiên tổ, sau là báo cáo với các cụ để hai gia đình và chú đã thành thân trăm năm cho các cháu. Trước tiên, đoàn nhà trai chúng tôi đại diện cho nhà trai tôi lời chào trân trọng nhất và lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất với các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, họ nhà gái. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng hạnh phúc với cháu. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì chú bác, thì qua thời gian các cháu tìm hiểu thì hai gia đình lớn nhất hôm nay hai bà nhà trai tôi, nhà trai chúng tôi đại diện có các cụ, các ông, các bà, cô thì chú bác, bên nội, bên ngoại của ông bà Điệp, bạn bè thân thiết của các ông bà Điệp và các cháu. Hôm nay có mặt đông đủ để có lễ ăn hỏi và xin cưới hôm nay. Đề nghị chúng ta lời ra hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Về nội dung báo cáo với các cụ, các bà, cô thì chú bác là hôm nay hoàn thành ra chúng tôi có sửa kinh lễ ăn hỏi và xin cưới. Trước là báo viên trang tin tiên tổ, sau là báo cáo các cụ, và sau đây xin kính mời đại diện một nhà gái lên nhận cưới đầu ăn hỏi xin cưới của phái đoàn nhà trai chúng tôi. Xin kính mời đại diện nhà gái. Chị ơi, bác cứ phát biểu đi rồi chụp ảnh luôn. Kính thưa các cụ, con, các bà, đại diện cho nhà trai. Kính thưa các cụ, con, các bà, đại diện cho nhà gái, cùng toàn thể bạn bè, đồng đội, chiến hữu, quê hương, tình cảm thân thiết, các con cháu. Gia đình chúng tôi rất vinh dự được quê hương đất Quảng Ninh nhận cháu gái về làm dâu của quê hương đất Mỏ. Trong tình hình công việc các cháu còn non trẻ, cuộc sống còn éo le, hôm nay nhận lời của cái đội nhà trai mang cái lễ đến để thăm hỏi, thứ nhất là cũng gia tiên, thứ hai là mừng cho hai cháu được lên duyên vợ chồng. Gia đình họ nhà gái chúng tôi hết lòng cảm ơn và ghi sâu tâm tình đầu tiên và những bước đi đầu tiên vào cuộc sống tình yêu của các cháu. Gia đình chúng tôi đã ghi nhận cho các cụ, con, các bà ở trên gia đình cái lễ riêng về cúng gia tiên. Các cụ, con, các bà, các cụ đã ra đi khuất núi và còn lại theo gia đình chúng tôi là một ban lễ nhỏ đưa ra để kính cho các cụ ở cái nhà riêng của gia đình và các cháu Quân ở cái nhà. Đề nghị là bên gia đình chuẩn bị xe lên ngay là mang lễ ra bên đó.
thì yêu cầu tới các cơ quan tổ chức để dành tặng tới cô. Tìm sông rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng gắn như hai.